Ôi chim mẹ về, chim mẹ về. Rồi trả lại mấy ông ơi. Video này là video không tiếng nha mọi người. Đây ấu chim thứ ba tại nhà nha. Tranh thủ sáng nó đi ăn hết rồi. Quay cho mọi người xem chút thôi. Ồ, ấu này chim này. Đây là chim nhỏ này. Nó làm tổ giỏi lắm. Không thấy được con nữa rồi. Bó tay này. Con nằm sâu trong không thấy được mọi người ơi. Ê, đây đây. Đây có cái ổ này thứ hai này, kế bên này. Nó đang đẻ trứng này thấy không? Đó. Đó cái trứng chim đấy. Rồi. Quay xem thôi mọi người ơi, chứ để cho nó ấp còn cho nó dẫn đi hết à. Chứ mình không có bắt làm gì đâu. Ta nó đất lành chim đậu mà. Vô nhà mình là mình vui rồi. Đó. Im. Thank you.